để đóng góp chương trình nhạc đấu tranh hôm nay, để gửi đến tất cả quý vị trong nhóm hợp ca của Sài Gòn Gia Đình, sẽ gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Anh Bằng được mang tên Hãy Lên Tiếng. Mời tất cả quý vị, mời anh Tuấn, mời anh Tà Hòa. Xin phép quý vị trong đôi phút để sửa soạn. Kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi đã xin phép được cùng quý vị nhắc lại một kỷ niệm về nhạc sĩ Việt Dũng trong cuộc đấu tranh chống tàu cộng xâm lược biển đảo Việt Nam và chống nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dâng lãnh thổ lãnh hải cho tàu cộng.
trong chiến dịch Trả Ta Sông Núi và tiếp theo chiến dịch đó, phong trào Hưng Ca Việt Nam đã thực hiện một CD nhạc với tên là Biển Đông Dâng Sóng Tự Do. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một ca khúc trong tuyển tập Biển Đông Dâng Sóng Tự Do. Đây là sáng tác Ước Hẹn Hoàng Sa của Nguyệt Ánh. Anh Long và Thủy Tiên sẽ gửi cho quý vị bản nhạc này. Kính chào toàn thể quý vị. Xin chào quý vị. Hãy subscribe.
vị, cảm ơn anh Long, cảm ơn Thủy Tiên. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ước Hẹn Hoàng Sa của Nguyệt Ánh ở trong CD nhạc Biển Đông Dâng Sóng Tự Do. Cũng về Hoàng Sa, Trường Sa, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một bài thơ phổ nhạc. Nhà thơ Cao Nguyên là người vừa xướng danh các tử sĩ của trận hải chiến Hoàng Sa, đã sáng tác bài thơ Hoàng Trường Sa. Bài này đã được phổ nhạc và đã được ghi âm. Chúng tôi xin kính mời nhà thơ Cao Nguyên. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi là Cao Nguyên, một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay được đến đây cùng quý vị thắp nén hương kính gửi đến 74 chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ đất và biển của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những bài thơ tôi viết cho quê hương, về dân tộc, cho đất nước, có bài Hoàng Trường Sa. Và bài Hoàng Trường Sa này đã được một chiến hữu thân tình của thủy quân lục chiến là Duy Linh đã phổ nhạc. Vì gốc quá cho nên không có đàn và hát. Và tí nữa xin mời quý vị nghe qua cái đĩa với bản nhạc này. Bài Hoàng Trường Sa chúng tôi có in ra đây, phía trước là bản tiếng Việt và phía sau là bản tiếng Anh. Và cái này có trong quyển sách Nhà Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi chỉ rút gọn lại vì thời gian không nhiều cho hai đoạn cuối của bài thơ này. Triệu con tim một tấm lòng, quyết tâm tiêu diệt giặc ngoài thù trong. Việt Nam ơi, Tổ quốc ơi, triệu con dân Việt sẽ khơi sự hồng. Từ Trường Sơn tới Biển Đông, thịt da siêu máu con rồng cháu tiên. Núi sông là một bạch liền, không ai có thể đảo điên sơn hà. Và đó là hai đoạn kết của bài thơ. Tiếp theo đây, xin mời quý vị nghe giọng anh Duy Linh phổ nhạc và cùng hát bài thơ này. Xin cảm ơn quý vị. Ơi Hoàng Sa, ơi Trường Sa, đi thương tiếng gọi sơn hà. Việt Nam đang còn bị giặc xâm lăng, nước trào đi quê hương âm vang trong dân.
thưa quý vị, tình hình thế giới ngày nay đã có nhiều biến đổi so với nhiều thập niên về trước, đặc biệt là tại vùng châu Á Thái Bình Dương, khi mà Trung Quốc đã đang và sẽ tiếp tục bành trướng quyền lực tại khu vực này. Thì thực trạng này không chỉ là mối hiểm họa cho riêng Việt Nam, cho các nước lân bang, mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ đã nhìn ra, cho nên cũng đã bắt đầu chuyển mối quan tâm tới vùng biển Đông Nam Á. Trong tình hình ấy thì chúng ta không thể nào trông cậy vào tập đoàn Cộng sản Việt Nam, những kẻ đã bán nước thì không thể nào là những người sẽ đi cứu nước. Trách nhiệm cứu nước là toàn thể người dân Việt Nam khắp mọi nơi. Trong chúng ta đều có bổn phận với đất nước, và bằng khả năng của chính mình chúng ta sẽ làm tròn bổn phận đó. Quyết tâm không thờ ơ vô cảm, không ích kỷ, không trông chờ vào một đấng lãnh đạo nào cả. Đặc biệt là giúp cho thế giới bên ngoài và thế hệ trẻ lớn lên tại hải ngoại có thêm những cơ hội để tìm hiểu về cội nguồn dân tộc, về những gì đã diễn ra, ngõ hầu họ có thể đóng góp trong công cuộc đấu tranh gìn giữ bờ cõi. Trong tinh thần đó, nhà Việt Nam và Việt Tôn đã tổ chức kỳ thi thực hiện phim tài liệu ngắn vào năm ngoái với chủ đề Mậu Thân. Và năm nay chúng tôi cũng tiếp tục kỳ thi ấy với chủ đề về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông và Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng thông báo chi tiết về cuộc thi phim gửi đến quý vị. The world today has changed as compared to the decades before, especially in Asia Pacific, where China has, is, and will continue to expand its power. This situation is not only a threat for solely Vietnam, but also neighboring countries that the US government and European countries have vested interest in. In these circumstances, we cannot rely on the communist Vietnamese government because they are the ones who, for the sake of benefits, will barter and pawn everything to the communist Chinese. In all of us is patriotism and the personal ability to fulfill our own obligations to our country. We cannot live in ignorance, apathy, and selfishness in hopes of a heroic leader. We need to create opportunities for the public, the world, and the next generation of Vietnamese Americans to learn about their heritage and culture, about the events past and present, so that they can join hands in the struggle to preserve Vietnam. In that spirit, Nha Vietnam and Viet Thun will host a second short documentary film contest with the theme of Hoàng Sa, Trường Sa, Vietnam. Announcements and details about the film contest will be made. Và chúng tôi xin rất là vui mừng có một số em đã thi vào năm ngoái có mặt ngày hôm nay. Các em sẽ lên đây chia sẻ những cái cảm nghĩ của em, và em đầu tiên. We are joined today by young faces representing the next generation of Vietnamese Americans, three of whom were participants in last year's documentary film contest. They will be sharing their thoughts with us in the next few moments. We first would like to invite Druk Mai. Druk Mai, the first place winner of the documentary film contest last year on the Hue Massacre of 1968. Thank you. Yeah. Tên con là Huỳnh Trúc Mai, con là 16 tuổi. Con mừng, when I found out I won, con mừng với ông bà ngoại con mừng lắm. Tại vì gia đình ngoài con là ở Huế, với mẹ con là người Huế luôn. Con nói tiếng Huế. Tiếng Việt của con hay hơi nhiều. con, I worked really hard on the documentary, and it meant a lot to me. Tại vì I work really hard because kính thưa quý vị, Huỳnh Trúc Mai, 16 tuổi, đã đoạt giải nhất cuộc thi làm phim Tết Mậu Thân 1968. Tiếp theo
sau đây xin giới thiệu cũng một em nữa. Con xin được đọc tên 5 em đã đoạt giải cuộc thi Tết Mậu Thân 1968. Gồm có Huỳnh Trúc Mai, Nam Trần, Hà Trọng Nhân, Tăng Quốc Vinh. Dạ, và hôm nay các em không thể có mặt hết để nói chuyện với quý vị, nhưng mà có một em là Hà Trọng Nhân cũng có thể có một đôi lời phát biểu với quý vị về cuộc thi làm phim của năm Tết Mậu Thân 1968. Dạ, con tên là Trọng Nhân. Năm qua con có làm phim về tài liệu về Tết Mậu Thân. Tuy con không có kinh nghiệm gì về làm phim, nhưng con cũng làm tại con muốn học thêm về lịch sử. Và con thích nghe về mấy câu chuyện của mỗi người đã có ở đó và thấy bằng chính mắt của họ. Và con làm phim bằng tiếng Mỹ vì con thấy có ít phim bằng tiếng Mỹ cho mấy tuổi trẻ giống như tuổi con nghe để coi hiểu được dễ hơn, nên con làm. Và năm nay con thấy là cái thời gian của làm cái phim dài hơn năm rồi, nên con thấy rất là tốt vì năm rồi con không có đủ thì giờ tại con còn phải học nữa. Còn cái về từ đấy của năm nay con không có biết nhiều, nhưng mà con biết là năm đó Trung Quốc đem cỡ 11 tàu chiến qua để đánh, và Việt Nam có 4 tàu. Và việc là tuy Trung Quốc có nhiều tàu hơn và vũ khí hơn, Việt Nam không có bỏ chạy mà đánh lại và chìm được một chiếc tàu của Trung Quốc. Xin cảm ơn. Cảm ơn các con. Xin quý vị trưởng thượng, quý ông bà cha mẹ lữ thứ bỏ tôi lỗi lỗi qua cho các cháu. Khi các cháu nói bằng Anh ngữ thì các cháu có tự tin hơn. Và các cháu đã chia sẻ sáng nay riêng với tôi là thầy của hai em đây, thì các cháu rất là nói theo tiếng Mỹ là proud to be Vietnamese American. Bởi vì the more they learn about the history, they learn how we survive and the will to survive. That's more important. So cảm ơn các con. Và kính thưa quý vị, hiện diện ngày hôm nay có sự đóng góp của ông Murray. Ông là một trong những người đã chấm bộ phim năm ngoái. Và chúng tôi xin kính mời ông đại diện cho nhóm là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Ông sẽ lên đây chia sẻ thứ nhất vài điều về chủ nghĩa cộng sản có thể, và cái kinh nghiệm của ông khi ông chấm cái bộ phim vừa rồi. We are honored to have Dr. Murray Bassett from the Victims of Communism Memorial Foundation here with us today to give us some brief remarks, as he was also the judge of last year's documentary film contest. The foundation is a nonprofit human rights group dedicated to remembering the victims of communist regimes and fighting for the freedom of those still oppressed. Please welcome Mr. Murray Bassett. Thank you. It's a privilege to join you again today, especially to mark the sacrifice of 74 brave sailors that perished in a worthy cause. A couple of remarks. The films last year, if you haven't seen them, were spectacular. I mean, I was blown away. I couldn't believe that the filmmakers themselves were as young as they are, as you can see. I look forward to seeing what they're able to produce this year. I expect that they'll be even better, if that's possible. I mean, they just did such a phenomenal job. So the foundation is always excited to join the Vietnamese American community. Me personally, I'm also an immigrant
I come from Canada, so, you know, not like really communist, but the current prime minister, kind of. He certainly likes Castro a lot, so that's a no-no. But this is maybe the most patriotic community in America. And you understand the value of American principles, of liberty, and you have a friend in the foundation to fight, to continue fighting for the liberty for all Vietnamese, and, you know, especially those that are still back in Vietnam. So thank you very much. Thank you very much. Kính thưa quý vị, là sáng hội của ông Bure trong năm qua cũng có tổ chức một số cuộc nói chuyện tại những trường đại học và những trường trung học ở nhiều tiểu bang trên nước Mỹ. Và ông ta và sáng hội của ông ta luôn có nhà ý mời những nhân chứng người Việt, đặc biệt là người Việt. Ở đây chứ quý vị biết là có rất là nhiều cộng đồng sắc dân thiểu số không riêng về Việt Nam, và nạn nhân của Cộng sản cũng không riêng về Việt Nam. Tuy nhiên, sáng hội của ông luôn luôn ưu ái mời những người Việt đến làm những keynote speaker tại những cái buổi đó. So we look forward for the future conference. We can co-host with you like we discussed in 2018. And I have some recommendation and we can work on that. And we also love to have you back with us for this contest. Thank you very much. Thank you for coming. Và kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa qua là chúng ta nhìn về quá khứ để tưởng niệm và nhắc nhở, nhưng chúng ta không đau thương, không ủy mị ngồi đây để mà khóc than, mà chúng ta phải có những hành động cụ thể, thiết thực cho chính chúng ta và cho những thế hệ mai sau. Thì đây, những cuộc phim, thi phim như thế này là một trong những phương pháp để những thế hệ đi trước còn sống sót hiện diện ngày hôm nay truyền lại cho thế hệ mai sau. Chúng tôi xin được phép giới thiệu cô Vi. Mời Vi. Vi là một thế hệ trẻ có nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, và năm ngoái Vi cũng đại diện cho thế hệ trẻ là một gương mặt trong ban giám khảo của thi phim. Anh mời Vi để mà có nói vài lời với. We're also very honored to have the presence of some of our judges from last year's documentary film contest. V is one of our young judges who participated in judging last year's film contest. Dạ, con xin chào quý vị. Rất là hân hạnh được làm một trong những ban giám khảo của năm vừa rồi. Và con nghĩ là cho cái kỳ thi tới thì năm ngoái đã tốt rồi và năm sau cũng sẽ tốt hơn nữa. Vì ai cũng thông minh hơn và nó được cái đà tốt nên nó sẽ làm tốt hơn nữa. Con xin cảm ơn. Và sau đây là cũng là một thế hệ trẻ. Thưa quý vị, chiếc áo mà em đang mặc đã nói lên tất cả những gì mà chúng ta, những thế hệ đi trước đã gửi gắm. Và em cũng rất là tự hào. Thưa quý vị, cội nguồn là Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Bây giờ con tự giới thiệu về con và con sẽ làm gì ngày hôm nay. Hát. Con là hát bài Chiều Con Tim. Nước Việt Nam là mới ở nước. Nhìn về quê hương đất nước tôi xa 4.000 năm, ai nào ngồi nay không còn, Hoàng Trường Sa nay không còn, mẹ Việt Nam. Thank you.
Việt Nam.